Minh Vy xin kính chào quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Trong chuyên mục kỳ này thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và lắng nghe những quan điểm đến từ anh Nguyễn Anh Việt Toàn, trưởng nhóm môi giới công ty chứng khoán Tân Việt. Vâng, thưa anh, phiên giao dịch đầu năm 2017 có thể xem là một phiên khá suôn sẻ của thị trường chứng khoán. Chỉ số VN Index thì tăng điểm tốt, mặc dù là dòng tiền vẫn ở mức thận trọng. Nói một chút xíu về cảm xúc của anh, thì anh cảm thấy như thế nào đối với cái phiên đầu năm này ạ? Chào Minh Vy. Đầu tiên thì công ty chứng khoán Tân Việt xin gửi cái lời chúc quý nhà đầu tư một năm 2017 đầu tư thành công rực rỡ. Và trở lại với câu hỏi của Minh Vy thì cũng như những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì cái phiên đầu năm 2017 này mang lại cho tôi cái sự hưng phấn, bởi vì như năm ngoái thì không được như vậy. Năm nay là một năm mà cái chỉ số tăng khá là tốt, trên 1%, và cái sắc xanh dàn trải khá nhiều. Thì như trước đây chúng tôi đã nhận định thì cái sóng hồi chốt NAV này, cái mục tiêu là vùng 680. Cho nên cái việc mà thị trường hôm nay tiếp tục hướng về cái mốc 680 đó thì cũng mang lại cái lợi nhuận khá khá cho những nhà đầu tư mà đi theo nhận định của các công ty chứng khoán như chúng tôi. Thì điều đó cũng là một điều rất là đáng vui mừng. Vâng, và chúng ta có thể thấy là có một vài điểm sáng ở trên sàn thuộc về những nhóm cổ phiếu ngân hàng với xu thế tăng của một loạt các mã như là VCB, BID hoặc là CTG. Anh lý giải như thế nào về những diễn biến này ạ? Chắc trong số 3, trong số các ngân hàng hiện nay thì ba ngân hàng nhà nước nắm giữ nhận được cái tin tốt, đó là cái chỉ số mà cái tỷ lệ cho vay trên cái vốn huy động thì được tăng lên tới mức tối đa là 90%. Vâng. Thì điều này mang lại cái kỳ vọng cho nhà đầu tư là các ngân hàng này trong năm 2017 này sẽ có một cái lợi nhuận tốt hơn năm 2016. Vâng. Đồng thời giảm cái áp lực là phải giảm cái tỷ lệ này, bởi vì chúng ta biết là cái thông tư trước đó thì quy định là cái tỷ lệ này chỉ ở mức 80% thôi. Vâng. Nhưng chúng tôi vẫn còn một cái chút băn khoăn, đó là cái xu thế tăng trưởng của những cái cổ phiếu ngân hàng này sẽ kéo dài hay là nó chỉ lóe sáng ở một cái thời điểm nhất định nào thôi thưa anh? Thật ra thì chúng ta có một cái năm 2016 khá là thất vọng đối với những nhà đầu tư mà nắm giữ cái cổ phiếu ngân hàng. Ngoại trừ Vietcombank và ACB còn thì vẫn có cái xu thế tăng khá tốt. Thì những ngân hàng khác thì cái năm 2016 đó cái giá thì liên tục giảm. Cho nên một phiên bật tăng nó cũng chưa nói lên được điều gì. Nhà đầu tư cần phải tiếp tục quan sát thêm. Tuy nhiên chúng ta thấy cái điều tích cực của phiên hôm nay là thanh khoản. Cái dòng tiền đổ vào các cổ phiếu ngân hàng lớn rất là tốt. Đồng thời chúng ta cũng biết là trong năm 2017 này thì ba ngân hàng lớn là sẽ có một cái game là sẽ tiên phong trong cái việc mà thực hiện cái quy định về Basel 2. Vâng. Cho nên tôi cho là ba ngân hàng lớn hiện như Vietcombank, BID và CTG là những cái địa chỉ rất là đáng quan tâm trong năm 2017. Vâng thưa anh, và trong cái phiên này thì sàn Upcom cũng có đón nhận hai ông lớn mới, đó chính là Vietnam Airlines và Vinatex, với những cái diễn biến rất là tích cực. Vậy thì để khép lại cái cuộc trò chuyện này, anh đánh giá như thế nào về hai cổ phiếu này trong những ngày đầu giao dịch? Theo chúng tôi thì cái xu thế tăng của Vietnam Airlines vẫn chưa dừng lại ở đây. Trong một vài phiên tới thì Vietnam Airlines vẫn sẽ tiếp tục tăng. Vâng. Bởi vì cái xu hướng của ngành hàng không Việt Nam vẫn đang rất là tốt. Còn ngược lại thì trường hợp của Vinatex thì cái phiên tăng tốt ngày hôm nay cũng đã vượt ngoài kỳ vọng của chúng tôi. Và chúng tôi cho là cái xu thế tăng của Vinatex sẽ không có bền vững. Vâng. Nhà đầu tư nếu như có cổ phiếu thì đây là một cái cơ hội để mà chốt lời. Cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn Minh Vy. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị quay trở lại và cùng điểm qua những thông tin nổi bật trên bản tin FBNC tối nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại bản tin FBNC tối nay, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin chính trên bản tin kỳ này.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định cho những khoản vay gói 30.000 tỷ đồng đã hoàn tất giải ngân trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 được tiếp tục hưởng lãi suất ưu đãi 5% trong năm 2017. Đây cũng chính là lãi suất của gói 30.000 tỷ đồng trong năm 2016. Tuy nhiên, những khoản vay thời gian giải ngân sau năm 2016 dù đã ký hợp đồng thì vẫn chịu lãi suất thương mại theo sự thỏa thuận với ngân hàng cho vay. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Thống kê, trong năm 2016, Việt Nam đã bị thiệt hại khoảng 18.300 tỷ đồng từ các đợt thiên tai. Nổi bật trong đó là đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở miền núi phía Bắc, mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng ở miền Trung, khô hạn ở Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo Tổng cục Thống kê, đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2016 không đạt mục tiêu đề ra. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, người xem phim chiếu rạp sẽ phải cầm theo thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân khi đi xem phim tại rạp nếu muốn xem các bộ phim hạn chế độ tuổi. Quy định mới này được đưa ra sau khi thông tư quy chế thẩm định phân loại và cấp phép phổ biến phim được ban hành. Thông tư mới cũng sẽ là căn cứ cho Hội đồng thẩm định phim quốc gia khi duyệt phim để cấp phép phổ biến, đồng thời dán nhãn cho phim. Liên quan đến vụ bê bối của Tổng thống Hàn Quốc, mới đây con gái của người bạn thân Tổng thống nước này, Chung Jura, đã bị bắt giữ vì nhập cảnh bất hợp pháp tại Đan Mạch và sẽ phải đối mặt với thủ tục dẫn độ trong thời gian tới. Chung Jura là một vận động viên cưỡi ngựa được đào tạo ở Đức. Năm ngoái, Chung Jura đã khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ sau những cáo buộc liên quan đến việc được đối xử đặc biệt tại trường đại học nữ sinh Ewha. Tòa án nước này đang tiến hành vô hiệu hóa hộ chiếu của Chung Jura, đồng thời yêu cầu công tố viên Đức cung cấp thông tin địa chỉ và tài sản của cô này. Bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây lại tuyên bố đang hoàn tất chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Trước đó, Triều Tiên cũng đã thử phóng tên lửa đạn đạo với một mức độ chưa từng có trong năm 2016. Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Triều Tiên vì hành động này, đồng thời siết chặt lệnh trừng phạt này hơn nữa kể từ khi Triều Tiên cố tình thực hiện lần phóng thử tên lửa hạt nhân lần thứ 5, cũng là lần có quy mô lớn nhất vào ngày 9 tháng 9 năm 2016. Vâng, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin FBNC tối ngày 3 tháng 1 năm 2017. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như thường lệ, quý vị có thể xem lại tất cả các video của chương trình hoặc cập nhật thêm những thông tin chi tiết khác. Vui lòng truy cập vào website của chúng tôi ngay tại địa chỉ fbnc.vn. Còn bây giờ thì Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.